chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023. Mình đang có mặt tại khu vực sân vận động của thành phố Đà Lạt quý vị ha. Đây năm xưa là cái đồi Mã Thánh đây. Khu vực này thì mình cũng có làm những cái video để cập nhật tình hình sân vận động này rồi. Hôm nay mình quay lại, chắc có lẽ cái sân vận động này nó cũng trong thời gian hoàn thành. Ở bên trong thì rất là đẹp rồi quý vị. Đây hiện tại bây giờ là một trong những địa điểm check-in chụp hình của du khách cũng như là người dân địa phương. Khuôn viên sân vận động thì rất là lớn quý vị. Ở bên ngoài thì nó đang trong thời gian hoàn thiện quý vị ha. Để mình đảo một vòng ở bên ngoài mình xem thử. Bên ngoài thì đang trong thời gian hoàn thiện quý vị. Ta sẽ tạo cảnh quan cho nó đẹp ha. Có nhiều người nói sân vận động Đà Lạt thiết kế xấu, không có gì khác biệt so với những cái sân vận động của Việt Nam. Thì cũng đúng thôi, tại vì cái sân vận động này được lên kế hoạch thiết kế và tiến hành thi công vào năm 2008 quý vị. Đó, cách đây hơn chục năm rồi ha. Mười mấy năm rồi. Và hơn nữa, cái điều quan trọng nhất là đó là cái nguồn kinh phí quý vị. Đó. Cái nguồn kinh phí đó. Nếu như tiền nhiều thì sân vận động sẽ hoành tráng và đẹp thôi. Còn kinh phí mà ít thì cũng chịu thôi quý vị ha. Xung quanh đây thì phải nói là khuôn viên và cảnh quan phải nói sau này rất là đẹp luôn. Tại vì ở dưới người ta trồng rất là nhiều thông quý vị. Đó. Trồng thông và trồng hoa mai anh đào quá trời nè. Tương lai vài năm nữa thôi, khi mà những cây này nó lớn lên á, còn thêm người ta trồng cỏ, cắt cỏ, tỉa cành đồ này kia là thôi rồi luôn á. Hơi bị đẹp. Rất là nhiều cọng đi vô đi ra ha. Thấy khách du lịch vô chụp hình check in trong cái video. Bên kia là khán đài A có mái che. Khu vực bên này thì người ta đang lắp ghế quý vị. Bên này không biết có mái che không. Rất hoành tráng luôn. Có sức chứa là 20.000 chỗ ngồi quý vị ha. Đó.
bây giờ mình rời khỏi cái sân vận động ha quý vị ha. Đây là con đường Xô Viết nghệ tình quý vị. Nếu như mà đi theo hướng ngược lại là chúng ta sẽ đi về Lang Bi An, đi về Lạc Dương quý vị ha. Còn đi hướng này là vào số 4 quý vị. Nếu mà chạy thẳng là lên Ngô Quyền luôn ha. Bây giờ mình quẹo trái vào con đường Viện Công Trứ về với Ngàn Năm Đại Học. Rồi chúng ta sẽ đi xuống cuối bờ sông Hương. Cuối con đường Viện Công Trứ này thì người ta bán rất là nhiều dâu quý vị ha. Ở đây là những cái vừa dâu ấy. Lên đây là Ngàn Năm Đại Học quý vị. Nếu mà rẽ phải là về đường Bùi Thị Xuân quý vị ha. Chạy thẳng qua bên kia là về đường Trần Nhân Tông về Vườn Hoa Thành Phố. Rẽ trái là về đường Phù Đồng Thiên Vương. Sân golf Đà Lạt này thì hiện tại bây giờ người ta đang tiến hành đài cải tạo, đài trùng tu. Tương lai sẽ là một cái diện mạo rất là hiện đại luôn. Đây là một cái sân golf phải nói là lâu đời bậc nhất của thành phố Đà Lạt, của Việt Nam luôn rồi quý vị. Ngày xưa khi mà vua Bà Đại từ Pháp về thì ông nảy sinh ý tưởng là xây dựng một cái sân golf ở ngay cái đồi cù này. Đó. Ngày xưa dân chơi golf là người ta hay gọi là đánh cù chứ không phải là đánh golf giống như hiện tại giờ ha. Cho nên người ta hay gọi là đồi cù đó. Lúc Bà Đại về thì cho dùng xây dựng sân golf có 6 lỗ thôi. Đó. Và sau một thời gian thì bỏ trống, ngưng hoạt động. Rồi đến là một doanh nhân người Mỹ đã tiến hành đầu tư và xây dựng lên một cái sân golf 18 lỗ. Đó. Là một cái sân golf lớn nhất Việt Nam lúc bây giờ. Trong này phải nói là một cái mảng xanh rất là quý giá, rất là thiên nhiên nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Lạt đó quý vị. Nếu con Đà Lạt này mà không có cái sân golf ngay trung tâm này nữa thì thôi rồi luôn á. Bây giờ người ta cho trồng cỏ trồng kiết lại quý vị ha. Đó, dòng đài cải tạo luôn và người ta xây dựng một cái căn nhà câu lạc bộ ở trong đó. Cũng khá là lớn. Và Đà Lạt cũng đang có kế hoạch xây dựng một con đường bắt đầu từ ngay đầu Vườn Hoa Thành Phố này quý vị. Đó, bên phía tay phải của chúng ta sẽ kéo dài về tới đầu đường Đinh Tiên Hoàng ngay bến xe ngựa ở gần trung tâm quý vị ha. Con đường vào trong sân golf đó, chạy song song với con đường Trần Quốc Toàn của bên ngoài. Tại đó là con đường mới luôn chứ không phải là mở rộng đâu quý vị. Xây dựng như vậy để giữ lại được cái nét, được những cái hàng thông đó, hàng thông chạy dọc theo sân golf đó. Mà như vậy đó nó cũng hay, vừa giải quyết cái vấn đề giao thông đó, mà vừa giữ lại được cái cảnh quan, cái hàng thông rất là lâu đời, rất là quý giá. Còn đây là cà phê Bích Câu quý vị ha. Đó, cà phê Bích Câu. Như thông tin trước thì quý vị cũng biết là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thu hồi lại cái ốc đảo Bích Câu này. Ngày xưa là quán cà phê đó quý vị. Đó.
Bây giờ thì hồi sinh vật cảnh họ đang tiến hành tháo dỡ hết toàn bộ những cái tài sản ở trong này. Cậu hết quý vị, cậu hết cây cối luôn ha. Đó, giao lại cho bên thành phố Đà Lạt thì người ta sẽ tiến hành tạo dựng lại quý vị, tạo cảnh quan lại cho đẹp ha. Và không biết trong tương lai thì người ta sẽ sử dụng vào mục đích gì, có lẽ là làm một cái công viên mở và nơi trưng bày bên hồ sinh vật cảnh như đúng bản chất của nó đó. Và người dân đi phố đi ra tham quan chụp hình đó, nghỉ mát này kia miễn phí. Vị trí đây là vị trí đắc địa, là vị trí vàng đó quý vị. Tháo gỡ cái thấy nó tan hoang quý vị ha, thì tất nhiên rồi, trả lại mặt bằng người ta tạo lại, tạo lại cảnh quan, cảnh quan thì chắc có lẽ nó cũng sẽ đẹp thôi quý vị ạ, sẽ đẹp, mà thậm chí nó còn đẹp hơn là lúc mở quán cà phê nữa. Vì lúc mở quán cà phê thì nó có cái sự nhắc nhác ở trong đó quý vị ha. Đó, mấy cây cối mà của bên bà con đứng hết quý vị, đứng tất tần tật. Bên hồ sinh vật cảnh đó, người ta sở hữu những cái cây cảnh đó quý vị ha, mà nó là thuộc dạng hàng khủng. Toàn là những cái cây cảnh mà nó là trị giá vài trăm triệu đến tỷ mà, kinh khủng khiếp lắm. Người ta bán lại cho những cái điểm du lịch, hoặc là cho những cái điểm du lịch họ thuê đó quý vị, để tạo cảnh quan ấy. Chúng ta vào những cái khu du lịch thấy những cái cây cảnh phải nói là rất là đẹp và rất là khủng. Hôm nay mình cũng làm một cái video từ sân vận động thành phố Đà Lạt trở về Hồ Xuân Hương để cập nhật tình hình của Đà Lạt trong buổi sáng ngày hôm nay. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.